Nhìn cách mà tuyển Anh thi đấu với Hà Lan vào rạng sáng nay, chắc nhiều người còn không dám tin vào mắt mình khi đây là một tam sư rất khác so với giai đoạn trước. Một khán giả trên trang Facebook của tôi đã nói đùa rằng đoàn quân của Southgate là hiện thân tiêu biểu của câu nói đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Nghe buồn cười thật nhưng mà nó đúng. Khi thi đấu với các đội bóng yếu hơn, tuyển Anh bạc nhược, nhưng khi thi đấu với đội mạnh hơn thì họ lại mang một bộ mặt khác. Dấu bài đã lâu, tam sư đã trở lại với đúng giá trị thật của mình. Giờ là lúc để hướng tới những mục tiêu xa vời hơn. Câu hỏi đặt ra lúc này, những gì mà tuyển Anh thể hiện có xứng đáng để ngồi chung mâm với Tây Ban Nha? Hành trình trước trận bán kết của tuyển Anh có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai từ: thất vọng. Đương nhiên là với phong độ như vậy thì phải cần rất nhiều may mắn để thầy trò Gareth Southgate có thể tiến được đến tận vòng bán kết gặp Hà Lan. Nhiều người bảo họ giấu bài, cũng có người bảo họ cố tình đá dở để chọn nhánh. Nhưng đến thời khắc hiện tại thì chúng ta có thể khẳng định rằng làm gì có chuyện đó. Việc đội tuyển Anh lọt vào trận chung kết thứ hai liên tiếp ở Euro khiến người ta vừa bất ngờ vừa không. Bất ngờ là bởi nhìn vào màn trình diễn và cái cách họ vượt qua từng trận đấu, nó cực kỳ khó khăn. Có nói không là vì tam sư sở hữu một lực lượng đắt giá nhất giải đấu, quá nhiều hào thủ ở trong tay. Mở đầu chính là việc đội tuyển Anh vượt qua vòng bảng một cách đầy vất vả. Tam sư chỉ ghi được 2 bàn và để thủng lưới 1, nhưng họ vẫn hoàn tất với ngôi vị nhất bảng. Cho đến khi các nhánh đấu xuất hiện, người ta cho rằng Anh may mắn rơi vào nhánh dễ, có lẽ là họ đã toan tính từ trước rồi. Nhưng sự thật không phải như vậy, bởi dù có muốn lựa nhánh đi chăng nữa, họ phải đá thật sự hay và những đối thủ của mình cũng như vậy. Trong khi đó, thực tế là việc Anh bị Slovenia cầm hòa không bàn thắng. Bên cạnh đó, đối thủ có khả năng lấy ngôi nhất bảng là Đan Mạch cũng cầm hòa trước Serbia. Qua đó, thầy trò luyện viên Gareth Southgate mới có thể ở nhánh đấu nhẹ hơn. Hoặc xét trên khía cạnh khác, bảng đấu của Anh kết thúc trước khi những đội bóng lớn như Pháp, Bỉ khép lại lượt trận vòng bảng của mình. Nên nhớ thời điểm này cả Pháp và Bỉ đều rất rộng cửa để nhất bảng, chung nhánh đấu với tuyển Anh. Vì vậy, xét về mặt chủ động, tam sư không thể tự quyết nhánh đấu của mình là mạnh hay là nhẹ. Một trong những lý do khiến tuyển Anh bị chỉ trích nhiều nhất chính là ở lối đá của đội bóng này. Mặc dù sở hữu hàng công với nhiều ngôi sao, nhưng lối đá của tam sư lại quá vô hồn. Điều này còn được thể hiện thông qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Dù là một trong hai đội lọt vào đến trận chung kết, nhưng đoàn quân của Gareth Southgate chỉ xếp thứ 18 toàn giải về chỉ số bàn thắng kỳ vọng mỗi trận. Thậm chí bức ảnh một cổ động viên tuyển Anh ngủ gật ngay trong trận đấu của đội nhà đã được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ cao. Nếu như bạn chưa biết, hàng công của tam sư còn xác lập nhiều cột mốc khá thất vọng. Ví dụ như trận mở màn trước Serbia đã xác lập kỷ lục trận đấu có ít pha dứt điểm nhất trong lịch sử giải đấu kể từ năm 1980, hay trước Slovakia, đoàn quân của Gareth Southgate không có bất kỳ cú sút trúng đích nào cho đến khi Jude Bellingham gỡ hòa phút 90+5. Nhưng điểm chung là dù màn trình diễn là tẻ nhạt nhưng tuyển Anh vẫn là đội giành chiến thắng chung cuộc. Cơn mưa cốc nhựa sau trận hòa trước Slovenia chính là hình ảnh tiêu biểu cho thái độ của cổ động viên Anh đối với huấn luyện viên Gareth Southgate. Khởi đầu Euro 2024, tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 53 tuổi thể hiện một lối chơi vô hồn đến mức khó chịu. Những người đam mê phim kiếm hiệp hay võ thuật sẽ chẳng thể nào quên được câu nói vô chiêu thắng hữu chiêu, và cái vô chiêu của Southgate đã được biến hóa thành tuyệt chiêu. Đó cũng chính là yếu tố khiến cho truyền thông cũng như người hâm mộ Anh đã đồng loạt quay xe với Gareth Southgate. Trước giải đấu, cho dù sở hữu nhiều ngôi sao hạng nặng trên hàng công trong tay, nhưng đó cũng đồng thời là con dao hai lưỡi khi Gareth Southgate luôn phải đắn đo trong việc chọn ai và giữ ai. Bởi như chúng ta đã biết, dấu ấn chiến thuật đối với vị chiến lược gia 53 tuổi này là không nhiều. Ông thiên về việc tận dụng nguồn nhân sự mà mình có nhiều hơn. Tôi không hiểu tại sao Gareth Southgate lại cho Trent Alexander-Arnold đá tiền vệ trung tâm. Điểm mạnh nhất của cậu ấy là khả năng truyền giải. Nhưng điều này hoàn toàn bị lãng phí khi không có người chạy chỗ ở đội tuyển Anh. Huyền thoại Chris Wilder từng lên tiếng về cách dùng người của Southgate đầu giải đấu. Đó chỉ là một trong số ít những lời chỉ trích hướng về vị thuyền trưởng của tuyển Anh. Tuy nhiên ở Gareth Southgate, người ta luôn thấy được sự kiên định và niềm tin ông đặt vào các học trò. Chính vì vậy, tam sư tại kỳ Euro lần này mang nhiều dấu ấn đến từ những cá nhân, không chỉ một mà nhiều người. Hai cầu thủ được xem là ngôi sao hàng đầu của đội, Jude Bellingham và Harry Kane, đều thay nhau nổ súng. Cole Palmer, một cầu thủ không thường xuyên được sử dụng nhưng vẫn được trao trọng trách đá quả luân lưu đầu tiên, hay việc Bukayo Saka được trao nhiệm vụ đá penalty để bản thân có thể vượt qua được bóng ma tâm lý trong trận chung kết cách đây 3 năm. Với những kết quả khả quan liên tục xuất hiện, Gareth Southgate cũng nhận được cái nhìn tích cực từ giới truyền thông và người hâm mộ nước nhà. Trên Sky Sports, bài viết đã nêu rõ sự thay đổi trong cách nhìn nhận của truyền thông về Gareth Southgate. Mặc dù có những quan điểm cho rằng ông gặp may mắn trong trận đấu với Thụy Sĩ, nhưng không thể phủ nhận rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật của ông đã đóng góp lớn vào chiến thắng này. Sky Sports nhấn mạnh rằng Southgate xứng đáng được khen ngợi vì những quyết định chiến thuật và tinh thần chiến đấu của đội.
Mặc dù nhận được sự ủng hộ, Southgate cũng thừa nhận áp lực lớn trong việc phải đạt được kết quả tốt nhất tại Euro 2024. Trên beIN Sports, ông chia sẻ rằng, nếu chúng tôi không thắng, có lẽ tôi sẽ không còn ở đây nữa. Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Điều này cho thấy ông hiểu rõ sự kỳ vọng và áp lực từ phía người hâm mộ và truyền thông. Trước đó, khi Gareth Southgate đến cảm ơn và chào người hâm mộ sau trận hòa không đều tuyển Anh trước Slovenia, họ đã ném cốc, chai lọ vào ông, cùng với đó là những tiếng la ó và lăng mạ. Nhưng cho đến khi tam sự hạ gục Thụy Sĩ, mọi thứ đã được đảo chiều 180 độ. Đây được xem là sức mạnh to lớn giúp đội tuyển Anh cởi bỏ được áp lực về mặt tâm lý trước hành trình mang bóng đá trở về nhà. Vũ khí đáng sợ nhất của thầy Gareth Southgate chính là cách thay người đầy khác biệt. Nếu như các huấn luyện viên khác thường xuyên thay đổi ở phút 60 hoặc 70, thì Southgate lại thực hiện các quyền thay người của mình ở phút 80 hoặc thậm chí muộn hơn. Thiên tài thường khác người, nói một cách công tâm thì một khía cạnh nào đó, Gareth Southgate chính là bậc thầy về nghệ thuật chọn người và chọn thời điểm. Tại Euro 2024, dù vấp phải nhiều chỉ trích, thế nhưng huấn luyện viên Gareth Southgate đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình, đặc biệt là trong những pha thay người hiệu quả đáng kinh ngạc. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 53 tuổi, các thủ dự bị của tuyển Anh đã trở thành những quân bài chiến lược và tạo ra những sự thay đổi quan trọng, giúp tam sư vượt qua nhiều chông gai để tiến vào trận đấu cuối cùng. Một trong những pha thay người đáng chú ý nhất là ở trận bán kết gặp Hà Lan. Khi trận đấu đang diễn ra căng thẳng với tỷ số hòa 1 đều, Southgate đã quyết định thay Harry Kane bằng Oli Watkins ở phút 81. Quyết định này ban đầu gây ra nhiều bất ngờ và tranh cãi, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau khi vào sân, Watkins đã ghi bàn thắng quyết định để đưa tuyển Anh vào chung kết. Đây là một pha thay người mang tính quyết định, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Southgate. Điều đáng chú ý là đây mới chỉ là lần thứ hai Watkins ra sân tại giải đấu này. Lần đầu tiên là trong trận gặp Đan Mạch ở vòng bảng. Trong bối cảnh cần sự thay đổi, không ai nghĩ rằng Southgate sẽ rút Kane ra và càng không ngờ Watkins sẽ được vào sân. Thông thường huấn luyện viên này sẽ chọn Ivan Toney, nhưng lần này Southgate đã chọn đúng người đúng thời điểm, chứng tỏ sự linh hoạt và sáng suốt trong chiến thuật của mình. Không chỉ ở trận đấu với Hà Lan, Southgate còn có một quyết định thay người chiến lược khác trong trận gặp Slovakia vào 1-8. Khi tuyển Anh đang bị dẫn 0-1, ông đã tung Ivan Toney vào sân ở phút 90+4. Sự xuất hiện của Toney đã gây ra sự hỗn loạn trong hàng thủ Slovakia, tạo điều kiện cho Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa bằng cú volley đẹp mắt. Sau đó trong hiệp phụ, Harry Kane đã ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Anh lội ngược dòng thắng 2-1 để tiến vào tứ kết. Southgate thường bị chỉ trích vì đưa ra những sự thay đổi chậm trễ, nhưng tại Euro 2024, ông đã chứng tỏ sự nhạy bén trong việc chọn thời điểm thay người. Cao nhân thường có hành động và suy nghĩ đi ngược lại với số đông. Nếu như các huấn luyện viên khác thường thực hiện những sự thay đổi vào phút 60 hoặc 70, thì Southgate thường chờ đến phút 80 hoặc đôi khi là muộn hơn thì mới tung cầu thủ vào sân. Nhiều người khi trước dành cho Southgate những lời trách móc đã bắt đầu ngừng trách móc và lắng nghe nhiều hơn. Họ hiểu rằng thuyền trưởng tam sư là đại diện cho câu nói đúng người, đúng thời điểm. Những quyết định thay người của Southgate tại Euro 2024 đã chứng minh sự hiệu quả cao, nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng đây vẫn là một trò may rủi. Không phải lúc nào sự thay đổi cũng mang lại kết quả như mong đợi, nhưng sự nhạy bén và quyết đoán của Southgate đã giúp tuyển Anh vượt qua nhiều thử thách lớn. Những quyết định táo bạo và đúng thời điểm đã đóng góp quan trọng vào thành công của đội tuyển tại giải đấu năm nay. Nhìn chung, sự hiệu quả của các pha thay người không chỉ đến từ khả năng của cầu thủ dự bị mà còn từ sự thông minh và tầm nhìn chiến lược của huấn luyện viên Gareth Southgate. Những pha thay người này không chỉ giúp tuyển Anh đạt được những kết quả quan trọng mà còn tạo ra những khoảnh khắc kịch tính và đáng nhớ tại Euro 2024. Chúng ta chưa được chứng kiến Luke Shaw vào sân thi đấu ngay từ đầu. Thế nhưng những màn vào sân từ băng ghế dự bị của cầu thủ thuộc biên chế Man United luôn để lại cho người hâm mộ những ấn tượng sâu sắc. Shaw không chỉ là một cầu thủ, anh còn là một giải pháp. Cùng lúc đó có vẻ như Gareth Southgate đang dần tìm ra cách xử lý bài toán giữa hai cái tên Jude Bellingham và Phil Foden. Ngay từ đầu hiệp 2 trong trận đấu với Hà Lan, Southgate có sự thay đổi lớn khi tung Luke Shaw vào sân thay cho Kieran Trippier. Thay đổi này mang đến cho tam sư một lựa chọn thuận chân trái tự nhiên hơn ở hành lang cánh. Có vẻ như đây cũng là một sự thay đổi trực tiếp từ sơ đồ 3 hậu vệ sang hàng phòng ngự 4 người. Saka được đẩy lên chơi cao hơn và giúp Bellingham dạt từ cánh trái vào trong như một số 10. Sự xuất hiện của Luke Shaw giúp được lên bóng ở cánh trái tuyển Anh trở nên mượt mà hơn, quan trọng nhất là giúp Foden trở nên thoáng chân. Dù trong hiệp 2 với Hà Lan, cả hai vẫn chưa phối hợp thật sự mượt mà, phần lớn là vì có quá ít thời gian để chơi mượt mà, nhưng người hâm mộ tin rằng đây sẽ là một giải pháp khá hữu hiệu cho đường tấn công biên trái của tuyển Anh trong trận chung kết với Tây Ban Nha. Sự khởi sắc có thể nhận thấy rõ ở tam sư, Declan Rice và Kobbie Mainoo kết hợp vô cùng ăn ý ở giữa sân, đặc biệt là hàng tiền vệ Manchester United. Cầu thủ 19 tuổi đang có kỳ Euro ấn tượng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mỗi lần ra sân. Mainoo ngày càng trở nên chững chạc và điềm tĩnh hơn ở khu vực giữa sân. Tiền vệ sinh năm 2005 chơi bóng theo cách của riêng mình, kiểm soát nhịp độ đội tuyển Anh với phong thái một ông chủ khu trung tuyến. Để phù hợp với xu hướng của một tiền vệ trung tâm hiện đại, Mainoo không ngừng thay đổi bản thân theo từng ngày.
khi chứng kiến tốc độ cầm bóng và dẫn bóng của Manu khiến người hâm mộ phải kinh ngạc. Chuyền bóng ngắn, chuyền dài, phối hợp nhóm nhỏ, dường như anh đang sở hữu tất cả những kỹ năng đó. Nét tính cách tươi mới của Kobe Mainoo chính là sự tận tụy rõ ràng của anh khi dâng cao và chơi như một tiền đạo thực thụ. Nếu có khoảng trống phía trước, anh sẽ ngay lập tức chạy vào nơi đó để tạo tình huống tấn công nguy hiểm. Hoặc nhận thấy có khả năng tạo đột biến bằng những đường chuyền, Mainoo sẽ ngay lập tức thực hiện mà không cảm thấy lo lắng khi làm mất bóng. Tất nhiên cũng sẽ có những rủi ro hoặc sai số nhất định khi chơi theo kiểu như vậy, nhưng đó chính xác là những gì mà Southgate đang cần. Một cầu thủ dám mạo hiểm để tạo ra sự khác biệt khi đội tuyển gặp bế tắc. Và cuối cùng là bài toán của Foden và Bellingham. Southgate vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết hữu hiệu nhất cho Phil Foden, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Mùa vừa qua vẫn chưa có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào tại Euro năm nay. Bellingham thì không đến nỗi như vậy, nhưng để nói rằng tỏa sáng như trong màu áo của Real Madrid thì cậu bé vẫn chưa thể nào đạt được. Chiến thắng trước Hà Lan là một sự kiện đặc biệt vô cùng của người Anh. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc ăn mừng bởi trước mặt họ sẽ là một Tây Ban Nha sở hữu phong độ quá đỗi xuất sắc. Một bên là ứng cử viên vô địch hàng đầu do máy chọn, bên còn lại là ứng cử viên vô địch hàng đầu trong lòng người hâm mộ. Liệu những tín hiệu tích cực sau chiến thắng trước Hà Lan có thể đủ để họ đả bại những võ sĩ đấu bỏ? Thử thách cuối cùng của tuyển Anh chính là đội tuyển Tây Ban Nha hùng mạnh của Luis de la Fuente. Và liệu Tam Sứ có thể vượt qua được La Roja hay không vẫn là một câu chuyện dài để phân tích. Điểm mạnh của tuyển Anh không khác gì nằm ở dàn sao của họ. Kể từ vòng knockout đến nay, họ luôn bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Nhưng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của các ngôi sao đã kéo lại cả trận đấu cho đội tuyển. Vòng 1/8 là Jude Bellingham, tứ kết Saka và bán kết là Watkins. Chiều sâu chất lượng đội hình chính là điểm mạnh nhất của đội tuyển Anh. Có cảm giác như bất kỳ cầu thủ nào vào sân cũng có thể tỏa sáng cả. Mỗi lần Southgate thay người đều mang lại cho đối thủ cảm giác dè chừng, phải luôn tỏ ra thận trọng nhất định. Bàn thắng tỏa sáng của Watkins trước Hà Lan chính là một ví dụ điển hình. Tiền đạo Aston Villa dự bị gần như cả giải đấu nhưng chỉ cần được trao cơ hội là có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. Tuyến giữa của họ đang thi đấu khá hay với sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa Kobbie Mainoo và Declan Rice. Trận chung kết nhiều khả năng họ sẽ đối đầu với Rodri và Fabian Ruiz. Bộ đôi người Tây Ban Nha là một trong nhân tố quan trọng nhất trong hành trình đi đến chung kết của La Roja. Người hâm mộ Tam Sư kỳ vọng rằng Rice sẽ phần nào hạn chế đi tầm hoạt động cũng như sức ảnh hưởng mà Rodri tạo lên nên khu trung tuyến. Không chỉ khu vực giữa sân mà hai hành lang cánh cũng rất đáng chờ đợi, đặc biệt là biên phải khi Bukayo Saka sẽ đối đầu với Marco Correa. Cả hai đều có phong độ khá tốt tại kỳ Euro năm nay và không biết liệu khả năng dê bóng của Saka hay đối đầu 1-1 của Cucurella sẽ lên ngôi cuộc chiến này. Ở cánh đối diện cũng rất đáng chú ý khi Luke Shaw nhiều khả năng sẽ trở lại hành lang cánh trái và đối đầu với Yaman. Trên chạy cánh 16 tuổi vừa có bàn thắng đầu tiên tại kỳ Euro năm nay và đang cực kỳ hưng phấn. Liệu rằng Luke Shaw vừa trở lại từ chấn thương có thể cán bước được sức trẻ của Yaman hay không? Ngoài ra Tây Ban Nha cũng sẽ đón chào sự trở lại của bộ đôi hậu vệ Dani Carvajal và Robin Lenormand. Cả hai đã rất sẵn sàng trong công cuộc bắt chết Harry Kane hoặc thậm chí là cả Jude Bellingham nữa. Khả năng xâm nhập vòng cấm của Bellingham là rất đáng lo ngại với hàng thủ của Tây Ban Nha. Nhưng Carvajal biết được khi nào người đồng đội tại Real Madrid sẽ di chuyển và đó là lợi thế cho đội tuyển xứ đấu bò để loại Bellingham ra khỏi cuộc chơi này. Tuyển Anh mặc dù chơi không tốt nhưng họ vẫn chứng tỏ được rằng mình là một đội bóng có bản lĩnh. Bằng chứng là 3 trận đấu knockout, thầy trò Gareth Southgate đều bị dẫn trước và luôn luôn biết cách lật kèo. Liệu trước một đối thủ quá khác biệt như Tây Ban Nha, bản lĩnh này có giúp Tam Sư giành được ngôi vô địch? Điều đó thì hãy để cho thời gian trả lời. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các khán giả trên kênh của Bình Luận Viên Anh Quân.